Chào bạn, mình là Thắng lắp đặt điện máy. Hôm nay rất vui được hướng dẫn bạn lắp đặt TV 49 inch 49X8000E của Sony. TV 4K Ultra HD, tần số quét là 200Hz, chạy hệ điều hành Android. Giá hiện tại của sản phẩm là 20.700.000. Mình sẽ tiến hành mở hộp sản phẩm. Hướng dẫn bạn cách xem email của sản phẩm. Đây là email cái dòng này, S01 đuôi là 42 đây. Đuôi là 942 là email. Tí mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xem email trong thân máy và trong phần mềm, cũng như là xem ngày tháng sản xuất. Ngày tháng sản xuất là rơi vào tháng 8/2017, rất là mới ạ. Nhập nguyên chiếc của Malaysia. Mình sẽ tiến hành mở hộp. Sản phẩm của mình gồm có một cái điều khiển ở từ 8000E này. Mình có một cái nút là tìm kiếm TV điều khiển bằng giọng nói, rất là thích luôn. Một điều khiển, một adapter, một dây nguồn. Đây là dây nguồn. Chân đế, cũng hôm nay mình sẽ treo tường nên mình sẽ không dùng cái chân này. Bên trong mình có một sách hướng dẫn, một cái dây mắt thần nhé, để mở rộng cái mắt thần của mình, dây IR, chắc là về sau để phục vụ chơi game, và một đôi pin. Mình sẽ tiến hành giới thiệu qua về mặt sau của chiếc TV 49X8000E. Đây là tổng quan mặt sau của TV 49X8000E. Mình sẽ đi vào chi tiết nhé. Bốn con ốc này của mình để treo tường. Đây là dây nguồn. Ở đây có một cái thông số của TV là model 49X8000E và tháng sản nhập khẩu nguyên chiếc đó, Malaysia. Này. Tháng sản xuất là August 2017. Thế này mình có một cái tem của Sony, số bảo hành miễn phí 1800 588 855. Đây là email, và email của sản phẩm là 942. Tí mình sẽ xem trong thân máy nữa. Đây có một nút tắt và một nút bật. Tắt chính là bật luôn, và tăng giảm tiếng. Ở đây đằng sau này mình có thêm hai loa rất là to này. Loa của Sony và hai cái này để mình bắt chân. Cái này mình bắt chân vào. Đây mình sẽ hướng dẫn bạn lắp qua cái chân. Như là đằng nào chỉ treo tường thôi. Để chị giúp. Đây mình có, ở đây mình có hai cái lẫy đây. Hai cái lẫy hai bên. Hai cái lẫy đây. Mình sẽ lắp vào cái đây, cái lẫy mình sẽ cho lắp vào đây. Và mình sẽ bạn bốn con ốc vào. Rồi ạ, đây mình sẽ bắt như này và mình đã lắp xong chân của sản phẩm. Nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn treo tường. Bên này mình có một bộ phím là video. Video là gồm có xanh, trắng, đỏ. Đây là bộ video của mình. Và bộ component của mình là xanh, xanh, đỏ. Ở đây là cổng IR, cổng để cắm mắt thần, mở rộng mắt thần của mình. Một cổng mạng, có thể dùng wifi. À đây, cổng IR, mình nhầm nhé.
Đây cổng IR đây. IR là cổng mắt thần. Còn RS là cổng tăng thêm của, cũng chính là điều khiển của remote ấy. Điều khiển của đây, cắm vào đây, cắm IR sẽ làm mở rộng cái mắt thần của mình ra. Trên này mình có thêm một cổng quang và một cổng 3.5 dùng để kết nối với loa đầu dàn, kết nối với mọi, kết nối với dàn âm thanh. Chỉ cần hai cổng này sẽ đủ để kết nối hoàn toàn. Một cổng, hai cổng HDMI. Bên hông mình có một cái rắc anten, cắm anten hoặc là cắm truyền hình cáp. Ba cổng USB, có một cổng 3.0 đọc USB tốc độ cao để xem phim, xem video rất là tiện. Hai cổng HDMI khác, có một cổng ARC đồng bộ tiếng từ TV xuống dàn và loa. Mình sẽ tiến hành lắp giá treo TV này. Đây là bộ giá treo mình sẽ lắp trong ngày hôm nay. Giá treo này có tên là giá treo gật gù. Vì sao nó, tức là TV có thể, mình có thể thay đổi được góc độ của TV rất là nhiều luôn, rất là để nó phù hợp với mắt của mình. Và đây là bộ ốc mình sẽ treo. Các cái phụ kiện hôm nay, các cái dụng cụ mình sử dụng hôm nay là chỉ búa, lưu vít, một mũi khoan 8 với một cái khoan. Nên mình sẽ tiến hành lắp hai cái thanh này lên TV. Cố gắng cho mình nhé, không để thò xuống dưới này vì sao? Rất là xấu. Mình sẽ phải giấu nó đi. Giấu hai thanh này đi. Rồi, mình sẽ để như này. Mình bắt vào. Hai bên luôn. Rồi, mình vẫn phải nhớ nhé, luôn nhớ là phải có một cái con ốc ở đây. Gọi là cái con ốc chống rơi cho TV. Đây. Lúc nào mình cũng phải bắt cái con chống rơi này, lưu tâm đến con ốc này nhé. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành bắt ốc vào đây. Này mình sẽ bắt vào đây 4 con ốc rồi. Mỗi bên một con, rồi bên trên một con nữa. Rồi, mình sẽ bắt ốc vào. Mình đã bắt xong 4 con ốc rồi. Và đây, và bây giờ là cái TV của mình đã đây, cái giá gật gù thì nó xoay được cái này. Còn mình có một cái con ốc, là con ốc chốt, con ốc hãm đây. Đây con ốc hãm mình lắp vào đây như này. Con ốc thì nó có một cái tai như này. Mình sẽ vặn cái tai con ốc vào. Vào đây. Ok. Mình đã bắt xong hai cái tai rồi. Và tức là cái TV của mình sẽ cho hạ xuống và nghiêng lên ở góc độ nào thì mình cứ nghiêng thoải mái vào, mình chốt cái con ốc này thật chặt. Và cái giá của mình đã làm ở vị thì cái TV sẽ làm ở một cái mặt phẳng theo ý muốn của mình. Đây, mình sẽ đầu tiên bây giờ mình sẽ để thật phẳng như này để tí nữa mình dễ làm. Cứ chốt thật phẳng đã, rồi tí mình ngửa lên ngửa xuống sau. Đây là cái giá mình sẽ bắt vào tường, mình sẽ đặt vào đây. Rồi. Mình sẽ tiến hành đo để lấy vị trí mình khoan. Đây, mình đặt từ cái lỗ mà đây là cái lỗ đinh mình sẽ khoan. Và dưới này là để đến sát cái điểm dưới cùng của TV. Và mình sẽ ra đây mình đo. Ở đây mình đã đánh dấu đây là cái vị trí thấp nhất của cái TV rồi. Mình chỉ đơn giản là mình đặt cái chỗ mình vừa đo đây, để đánh dấu vào đây. Và cái điểm đầu của tô vít chính là cái chỗ mình sẽ khoan. Ở đây thì đây mình sẽ khoan ở đây. Đây là cái điểm thấp nhất để mình khoan và mình đặt giá mình đo. Ở đây ổ điện ở bên dưới nhưng mà mình không sợ. Chủ nhà khẳng định rằng không có dây chạy lên trên. Đấy. Trên này. Không có dây nên là mình cứ thế mình khoan thôi. Mình bắt đầu tiến hành đo. Mình sẽ tiến hành đặt cái giá đây. Đây chính là giữa của mình. Đặt ra giữa cái chỗ mình khoan. Mình sẽ để cái thước lên. TV là rất là nặng nên là mình sẽ khoan ở trên 4 con ốc. Mình sẽ đánh dấu 4 con ốc mình khoan. Còn ở dưới mình chỉ cần khoan 2 con thôi. Mình sẽ tiến hành khoan. Cho cháu ngồi cắm bỉm rồi.
trưng. Sợ nhất bác ạ, khoan xong thì chưa khoan thì nó tối úm một. Chẳng may quá. Ờ, thế mà em đi khoan thì cháo giờ dính đâu. Thế mà về nhà mình khoan phát dính. Dính dây mới giỏi đấy. Em là chính nhà mình nhá, còn chưa bao giờ bị ở ngoài nhà mình. Em do nở 8 10. Khoan 8 đóng lửa 10. Sẽ bắt cái giá lên. To tay rồi đấy. Mình sẽ ra xem cái thành quả của mình xem như thế nào. Đây, khi mình treo xong cái giá treo của mình lên thì mình thấy rằng cái giọt nước ở giữa suy ra là cái giá đã thăng bằng. Rồi mình sẽ tiến hành móc tivi lên đây thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành treo cái tivi này lên. Cầm trên trước. Đây, anh ra đây ngồi đi.
bắt đầu nhá. Ở cái tivi này mình sẽ cho úp được xuống một chút. Đây có cần úp được không anh? Có úp một tí nhé, để anh chỉnh nó. Anh bỏ tay đang chốt rồi. Mình phải mở cái con ốc chốt ra thì mình được. Được chưa anh? Úp này được chưa nhanh anh? Được. Được chưa? Được. Em chốt nhá. Điền chốt một con hay chốt hai nhỉ? Hai bên chứ. Chốt hai bên. Chốt thì nó... Nếu mà mở cũng mở hai bên. Tất nhiên thì mình con này là nó giữ cái tivi ở hình như thế nên là mình phải chốt cả hai, nó mở cả hai. Được chưa? Vâng, cân giữa chưa? Này ok nhá. Được. Số ly chắc là nằm đây là cân giữa. Đây là mắt thần của tivi luôn. Mình sẽ tí nữa sẽ hướng điều khiển vào đây và mình sẽ chốt tiến hành chốt khi vào là... khi mở anh phải mở cái ốc chốt này ra nhé. Mình sẽ tiến hành cắm đi luôn rồi. Bây giờ mình sẽ sang phần hướng dẫn bạn sử dụng và hướng dẫn bạn cài đặt và sử dụng. Ok. Đây là cái điều khiển của mình sẽ hướng dẫn qua cái điều khiển này một chút để bạn tiện sử dụng. Mình có một cái nút ấn ở đây. Khi mình muốn mở điều khiển mình chỉ đơn giản mình ấn cái nút này ra thôi là cái vỏ nó sẽ rơi ra. Đây mình ấn nút. Đấy. Mình sẽ lắp pin vào. Pin thì lắp theo chiều âm dương. Âm là dấu trừ, dương là dấu cộng ấy. Rồi mình lại đóng lại. Đây, mình sẽ đóng đúng chiều như thế. Móc ngược lại như này. Đây, trên này mình móc. Ở đây mình ấn vào. Rồi, và đã xong. Và mình sẽ bấm để kiểm tra thử xem đã hoạt động chưa. Đấy, bạn thấy cái tia chưa? Rồi, thế là đã hoạt động rồi. Mình sẽ, đây là tổng quan của cái điều khiển của mình. Giả nhám luôn. Nhám mà đằng sau thì là giả ra. Rất là đẹp. Chống nước luôn. Chống nước nhẹ thôi. Dìm thì hỏng nhưng mà nước mà đổ vào thì chắc cũng chả sao. Đây là exit để mình bấm khi mình thoát. Thoát khi mình vào trong internet mình bấm. Đây là nút thoát tắt. Đây là các cái nguồn phát của mình. Video, loa đầu giản, đầu HD các thứ đấy. Đây là phím tìm kiếm bằng giọng nói, điều khiển bằng giọng nói của TV. Đây là nút tắt bật, đây là phím chọn kênh, đây là phím tắt vào analog và digital vào các analog và số mặt đất. TV này có số mặt đất bạn nhé, nhưng mà xem đẹp luôn. Ở đây có một nút home và một nút back để quay lại. Home là để vào internet, tất cả mọi cái cài đặt thì mình có thể dùng nút home này được. Khi mình bấm nút home mình dùng bộ phím lên, xuống, trái, phải là ok. Đây là tăng giảm tiếng. Đây là quay lại cái kênh mà mình vừa mới ở kênh trước mà mình quên đấy. Đây là đồng bộ với loa đầu dàn của Sony. Tăng một kênh, giảm một kênh. Rồi mình sẽ hướng dẫn bạn là cài đặt TV này. Đây là giao diện đầu tiên của TV khi mình bật lên. Ở bên trái mình có bên phải mình có một cái tờ giấy hướng dẫn về model. Đây là model 2017. Và cụ thể là được sản xuất vào tháng 8 2017 thuộc đầu 8000E 4K HDR Android, điều khiển bằng giọng nói luôn. Rồi, nút G Play. Android thì khỏi phải nói, rất là tiện luôn.
mình có một cái tem năng lượng của Bộ Công Thương 5 sao. Và bên này mình có một cái biểu tượng rất quen thuộc. Đây là biểu tượng của kỹ thuật số mặt đất. Tất cả các TV như này thì có thể bắt được số mặt đất rồi, mình chỉ việc là cắm băng ten ra ngoài trời. Băng ten đủ cao là có thể thu được số mặt đất. Mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt chiếc TV là 49X8000 này. Mình là Thắng lắp đặt điện máy, bạn like và subscribe ủng hộ kênh của mình nhé. Đây, mình sẽ xuống, đây bấm nút xuống, mình chọn là ngôn ngữ, gao cặp, mình chọn ngôn ngữ, mình để tiếng Việt. Đây, mắt thần thì nằm ở giữa đây. Và mình sẽ hướng vào đấy, mình xuống tiếng Việt. Bấm rất là nhanh luôn ạ, bạn nhìn thấy không? Mình sẽ chọn là tiếng Việt, ok. Và bên này là có điện thoại thông minh hay không? Dù có hay không, về sau mình vẫn kết nối được như thường, mình bấm là không. Chọn mạng wifi 2210 anh nhỉ? Của mình là gì? À rút rồi, anh cắm điện lại. Wifi là thành chung. Rồi. Quên mất lúc nãy là mình rút để mình làm cho dễ. Kết nối luôn. Bây giờ tạm thời là mình sẽ chưa thấy anh. Dừng hình đã. Mình đã bật cái wifi lên rồi và bây giờ mình sẽ kết nối không dây là với wifi là thành chung. Mật khẩu là gì anh? Bấm rất là sướng luôn ạ. Đây mình bấm hiện mật khẩu này. Trên này mình bấm có thể bấm luôn ở đây nhưng mà hoặc là xuống đây chọn số nhé. 919 mình bấm lên số 9 này. Mình bấm đây ok ở giữa. Bạn nhìn cái tốc độ hiện ra rất là nhanh luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mình sẽ bấm enter. Khi mình đã bấm xong mật khẩu mình chọn enter, mình bấm ok. Mình đang kết nối với TV này. Lần đầu hơi lâu một chút. Mật khẩu đúng không anh? Đúng. Rồi mình đã kết nối thành công với TV này. Bây giờ mình đang kiểm tra cái phần cập nhật. Đấy, mọi cái điều khiển anh đang làm. Cái chiều dài của cái chiều dài của TV này là 110 cm, chiều cao, chiều rộng này. Chiều dài là tính từ bên này sang bên này là 110, và cao là 64 cm, có cái đường chéo là 123 cm, hơn một chút. Rồi, người ta hỏi mình có đăng nhập vào Google không, mình bấm bỏ qua. Rồi ở đây mình điều khoản chính sách của Google, mình sẽ vẫn bấm là chấp nhận. Vị trí mình không bật, bấm không luôn và giúp cải thiện. Rồi mình không giúp cái gì hết, người khác sẽ giúp. Ở đây mình chọn là châu Á, mình không có cáp nên mình bỏ qua cáp luôn. Vùng mình chọn là Việt Nam. Ở đây là chính sách riêng tư của Sony, các cái điều khoản ấy, phải đồng ý thôi. Không có lựa chọn tự động tải phần mềm, mình sẽ tắt luôn, sẽ không cập nhật bằng tự động, mình sẽ tự động cập nhật. Đây cái điều khiển cái mắt thần, cái IR, lúc mình chỉ cái cổng IR đấy thì đây mình bỏ qua luôn, mình chỉ cần một cái cổng ở giữa này là mình quá đủ rồi. Ở đây là chọn là các cái chế độ của truyền hình, mình chọn là digital analog hay là digital hay analog bỏ qua vì mình không có một cái sóng gì hết. TV này mình chỉ dùng wifi thôi. Rồi. Ở đây là đặt trên bàn hay treo tường, mình để treo tường. Treo tường nó khác một chút là loa nó sẽ thể hiện kiểu khác. Thế là mình hiểu như vậy. Ở đây khởi động từ xa mình bấm tắt luôn. Hoàn thành. Đây mình đã xong cái phần cài đặt này, cái thiết lập ban đầu của TV. Mình sẽ hướng dẫn. Rồi đây là màn hình chính khi mình cài đặt xong cái TV 49X8000E này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset TV và cài đặt lại cái TV này từ đầu, cộng với xem email và thời gian sử dụng của cái TV. Bây giờ mình xuống mình bấm phím home trên điều khiển. Đây là giao diện chính khi mình bấm phím home luôn. Mình xuống dòng cuối cùng, phím home là phím này nhé. Mình vào cài đặt. Trong cài đặt mình xuống là mình sẽ xuống dưới và vào là bộ nhớ và đặt lại. Mình bấm ok. Trong bộ nhớ đặt lại mình chỉ việc bấm vào thiết lập lại dữ liệu ban đầu và mình đã reset được cái TV. Mình sẽ sau khi reset xong thì lại làm lại như tớ từ đầu. Rồi, ok. Còn ở trong này lại có một cái phần là phần giới thiệu nữa. Giới thiệu trong này mình có một cái tên thiết bị của mình là 49X8000E. Thế này mình dùng phiên bản Android 7.0. Rồi, mình sẽ quay lại và hướng dẫn các bạn cách xem email của cái TV này nhé. Đây mình bấm phím home này.
mình bấm kìm hôm trên điều khiển, mình xuống dòng cuối cùng, mình bấm vào cái chữ gọi là trợ giúp đây. Trong cái trợ giúp này mình có một cái mục, mình sẽ đi xuống dưới, mình sẽ có một cái phần là hệ thống thông tin đây. Hệ thống thông tin, trong hệ thống thông tin mình có cái email là 942. Bạn xem lại từ đầu video để nhìn cái email từ ngoài vỏ hộp thân máy cũng như là trong phần mềm của máy. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn cách vào internet nhé, YouTube luôn. Mình bấm kìm home trên điều khiển. Đây, cái dòng này là cái dòng mà các cái ứng dụng mình có nhé. Soli Select, trong đây là cái kho ứng dụng của Soli, mình có thể vào mình chọn thêm được, hoặc là mình có thể dùng CF Play nhé. Đây mình có phim cộng FPT Play, rất nhiều ứng dụng ạ. Đấy. Và mình ở dưới này mình có thể cài thêm trong cái Google Play này, mình sẽ đăng nhập và cài thêm được rất nhiều ứng dụng mình thích. Mình sẽ vào YouTube nhé, hướng dẫn bạn vào YouTube luôn. Đây là YouTube này, và cuối ở dưới đằng này thì mình có một cái là internet. Đây là trình duyệt web của mình có thể vào Zalo, Facebook ở đây. Và đây là chức năng chia sẻ màn hình TV với điện thoại, mình có scan mirroring. Các cái điện thoại đời cao bây giờ đều có chia sẻ hình ảnh từ điện thoại ra TV. Mình sẽ vào YouTube ở đây, mình sẽ quay lại. Đây là YouTube của mình bấm OK trên điều khiển, sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng cái giọng nói của cái điều khiển này. Mình sẽ bấm đây, nút back để quay lại những cái gì mình không muốn đây. Mình sẽ vào lại YouTube này. Mình muốn tìm kiếm giọng nói thì đơn giản mình chỉ cần bấm vào cái nút mic này thôi. Đây, mình bấm lên đây. Thắng lắp đặt điện máy. Đây là cái cụm từ mình vừa nói ra, mình đã tìm được toàn ra đây. Thắng lắp đặt điện máy, không hiểu sao cứ ra thẳng. Để tôi nói lại nhé. Thắng lắp đặt điện máy. Thắng lắp đặt điện máy. Vẫn cứ ra thẳng, không hiểu tại sao. Tôi là thắng cơ mà. À, thôi sửa luôn. Low battery, please recharge. Đây, ở đây mình sẽ sửa thành thắng. Mình sẽ bấm vào đây, mình sẽ sửa chữ thắng, không đồng ý để chữ như này. Mình sẽ xóa đi. Mình sẽ thêm chữ A vào đây. Mình bấm vào chấm. Thôi nhỉ. Rồi. Mình sẽ enter. Rồi, mình bấm lại nhé. Bấm lại thì thắng lắp đặt điện máy. Không hiểu sao cứ ra thẳng, nhưng mà ở dưới vẫn có cái tên của mình. Chào mừng 2000 anh em đã đến với lại channel của mình. Rồi, mình bấm OK. Đấy, khi mình đã tìm kiếm xong bằng giọng nói như vậy thì mình sẽ tìm đến một cái video bất kỳ. Video đây. Bất kỳ một cái video nào đó. Ở dưới này rất là hay. Đây là cái kênh mình rất là thích, Mike Dương, Yến Nhi Channel, chuyên về kênh trẻ em. Rồi mình sẽ bấm thử vào một cái video và mình xem thôi. Chọn một cái video. Đây là mình đã tìm kiếm xong bằng giọng nói, kể cả trên web hay là trên gì cũng được. Đây là toàn bộ bài hướng dẫn của mình về TV 49X tháng 1000E. Bạn like và subscribe ủng hộ kênh của mình nhé. Mình là thắng lắp đặt điện máy.